Rồi, à, vâng, và ở phía trên này các bạn cũng rất muốn rằng hy vọng rằng Chris có một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng các bạn thì không biết Chris có thể. Can you introduce some something about the song? Yeah. The song is called Simple Man and it's a mom encouraging her son to pursue a simple life. Thì cái bài hát này nói về cái người mẹ muốn nhắc nhở chàng trai con trai của mình là có một cái cuộc sống đơn giản, đừng có quá phức tạp. Rồi còn cái phần còn lại để mỗi người tự cảm nhận. Em cảm ơn. My son, it's to be satisfied.
Vâng, với tất cả những tràng vỗ tay chúng ta cũng như đó là cách mà chúng ta thể hiện những tình cảm của mình. Vâng, thank you very much. We love you.